Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin sáng 23 tháng 9 trên địa bàn xảy ra vụ việc nam thanh niên bị lũ cuốn khi chở cháu đi học. Hiện bé gái đã qua cơn nguy kịch, còn thi thể anh HSV đã 21 tuổi, ở xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân đã được tìm thấy lúc 8 giờ cùng ngày. Thông tin ban đầu, sáng sớm 23 tháng 9, anh về dùng xe máy chở cháu gái học lớp 8 xuống trường dân tộc nội trú huyện Như Xuân học. Khi đến tràn suối Thành, địa phận phân trại số 3, trại giam Thanh Lâm, xã Xuân Hòa thì cả hai ngã xuống suối. Phát hiện sự việc, một thầy giáo đi phía sau đã nhảy xuống cứu được bé gái. Còn nam thanh niên điều khiển xe máy bị nước cuốn tử vong. Hiện bé gái đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Được biết, anh về vừa in xong giấy mời và đang chuẩn bị tổ chức đám cưới trong tháng này thì xảy ra sự việc đau lòng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to trong ngày 22 tháng 9 mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong thời gian tới, khu vực các tỉnh trên vẫn sẽ tiếp tục có mưa. Ngoài ra, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy tại các huyện sau. Điện Biên có Điện Biên, Điện Biên Đông, Sơn La có Bắc Yên, Mai Sơn, Mộc Châu, Mường La, Phù Yên, Sông Mã, Xốp Cộp, Thuận Châu, thành phố sơn la vân hồ yên châu hòa bình có cao phong đà bắc kim bôi lạc sơn lạc thủy lương sơn mai châu tân lạc thành phố hòa bình yên thủy yên bái có mù căng trải trạm tấu thị xã nghĩa lộ văn chấn phú thọ có tam nông tân sơn thanh sơn thanh thủy yên lập thanh hóa có bá thước cẩm thủy lang chánh mường lát ngọc lạc như thanh như xuân quan hóa quan sơn thạch thành thường xuân Nghệ An có Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương. Đặc biệt, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy Văn Thanh Hóa, từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 22 tháng 9, trên địa bàn hầu hết các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đều có mưa vừa hoặc mưa to. Đáng chú ý, kết quả giám sát của Đài Khí tượng Thủy Văn Thanh Hóa cho thấy độ ẩm trong đất ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã gần bão hòa hoặc trên trạng thái bão hòa nên có khả năng cao xảy ra sạt lở. Đơn vị này cũng đưa ra cảnh báo tất cả 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa gồm Mường Lát, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Quan Hóa, Quan Sơn, Như Thanh, Bá Thước, Thạch Thành, Như Xuân, Thường Xuân đều có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở mức cao. Mưa kéo dài nhiều ngày khiến cho độ ẩm của đất khu vực các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa gần hoặc trên mức bão hòa, nhiều nơi đã xảy ra sạt lở, buộc chính quyền phải sơ tán dân khẩn cấp. Ngày 22 tháng 9, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa đã phải sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân sống ven suối Sim do nước suối dâng cao, chảy xiết, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao. Cũng trong sáng 22 tháng 9, một chiếc ô tô 7 chỗ ngồi khi qua tràn cao Khánh trên tỉnh lộ 518, đoạn qua thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã bị nước lũ cuốn trôi. Rất may những người trên chiếc xe ô tô đã thoát được ra ngoài người dân địa phương cũng đã hỗ trợ chủ xe kéo được chiếc xe lên bờ. Thời điểm xảy ra vụ việc, nước ở tràn Cao Khánh cao khoảng hơn 1 mét. Chiều 21 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, người dân địa phương vừa cứu sống hai cháu gái bị nước cuốn trôi khi đạp xe qua ngầm tràn. Theo đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cháu T, 8 tuổi, đi xe đạp đèo theo cháu N, 7 tuổi, đi qua ngầm tràn, qua suối ngòi nhì chảy. Đường từ Ủy ban nhân dân xã Phù Nham ra quốc lộ 32 thì bị nước cuốn trôi. Trong đoạn clip được trích xuất từ camera nhà dân, hai cháu đạp xe băng qua đoạn cầu. Khi đến giữa cầu, lực chảy của nước làm xe đạp bị chạch tay lái, hai cháu bị trôi theo dòng nước xuống phía dưới. Chị Hương, chủ nhân của đoạn clip cho biết, clip được chị trích xuất từ camera giám sát của gia đình và đăng tải lên mạng xã hội. Theo chị Hương, sau khi đi chợ về đang chuẩn bị hàng hóa để bán người phụ nữ này nghe tiếng kêu thất thanh của bà nội chồng cứu các cháu với các cháu rơi xuống nước rồi chị hương vội chạy ra ngoài phát hiện có hai cháu bé bị rơi xuống nước đang kêu cứu chị hương cho biết vì không biết bơi nên tôi không dám nhảy xuống cứu tôi vừa hô hoán vừa chạy đi tìm người giúp đỡ cùng lúc đó anh lò văn bình và anh hoàng văn quỳnh người tham gia ứng cứu cho biết sau khi nghe tiếng hô hoán hai anh vội chạy ra ngoài rồi nhanh chóng lao xuống suối cứu hai cháu anh bình cứu được cháu t còn anh quỳnh cứu được cháu n anh quỳnh chia sẻ tôi không kịp nghĩ gì quyết định nhảy ngay xuống nước tiến về phía khối đá để cứu một cháu bé với gương mặt sợ hãi và liên tục kêu cứu cháu với sau khi hai em được cứu sống và trở về nhà an toàn không chỉ chị hương anh quỳnh mà người dân địa phương đều thở phào chị hương cũng cho biết khu vực xảy ra sự việc có lắp đặt barrier Tuy nhiên, một số ô tô mở barrier để chạy qua, không kéo barrier xuống, khiến hai em nhỏ đạp xe qua. Sau sự việc, theo đại úy Nguyễn Ngọc Truyền, trưởng công an xã Phù Nham, ngay khi nhận được tin báo hai cháu nhỏ bị rơi xuống nước, phía công an xã ngay lập tức có mặt ở hiện trường, người dân cũng tham gia vào công tác cứu hộ. Đại úy Nguyễn Ngọc Truyền khuyến cáo, phụ huynh nên chú ý giám sát, quản lý các con, nhất là vào mùa mưa lũ, nhắc nhở các cháu không đi qua đập, ngầm tràn nguy hiểm. Một đoạn video ghi lại cảnh người dân cùng lực lượng chức năng huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội cùng trục vớt chiếc ô tô màu trắng bị chìm sâu trong nước lũ mới đăng tải đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Phía sau đó là câu chuyện ấm lòng về hành động nỗ lực cứu người trong lúc nguy nan của cặp vợ chồng làm nghề trài lưới ở xóm Bến Vôi, thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1975, chú tại thôn Cấn Hạ, xã Cần Hữu, người đàn ông làng trài cứu người trong đêm vắng, đã chia sẻ về tình huống đặc biệt này. Vợ chồng ông Hòa làm nghề trài lưới trên sông Tích, và khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9, ông Hòa cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thọ, sinh năm 1974, trèo thuyền ra sông kéo cá. Đến gần cầu Đông Yên thì phát hiện ánh đèn hậu của một chiếc ô tô đang sáng lấp ló trên sông. Ông vội vàng trèo thuyền lại gần thì phát hiện hai thanh niên đang chật vật bám vào đuôi xe, đồng thanh kêu cứu. Vợ chồng ông áp sát, đưa người gặp nạn vào bờ, còn chiếc ô tô chìm sâu dưới làn nước lũ. Ông Hòa cho biết, chiếc thuyền nhỏ quá, đưa cả hai người lên ngồi thì thuyền chìm mất. Tôi mới bảo một người lên, còn một người bám chặt vào mạn thuyền rồi cùng nhau vào bờ. Đoạn đường vào bờ khoảng 60 mét, may mắn tất cả đều an toàn. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cấn Hữu cũng xác nhận thông tin trên. Ông cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có hai người đàn ông đi trên ô tô con màu trắng. Khi tới tỉnh lộ 421B, họ thấy nước ngập. Trong đêm đen, một trong hai người đi kiểm tra thì con nước không quá sâu nên quyết định đi tiếp. Ô tô chạy thêm khoảng 50 mét thì bánh xe bị nước làm lệch khỏi đường, trôi giạt ra khu ruộng đang chìm trong mênh mông nước. Hai người đàn ông phía trong nhanh chóng thoát ra ngoài, chiếc ô tô lúc này chưa chìm hẳn, họ đứng trên nóc xe giữa đêm đen bốn bề là con nước sâu thẳm. Đúng lúc này, họ được vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Thọ cứu giúp. Người đàn ông làng trài kể thêm, sau khi được cứu lên bờ, anh thanh niên vẫn rất hoảng loạn, không quan tâm đến chiếc ô tô chìm trong nước lũ, họ chỉ mong được trở về nhà. Thấy vậy, ông Hòa đã gọi taxi đưa hai thanh niên về, bản thân thì gọi điện báo cáo sự việc lên ủy ban nhân dân xã. Chia sẻ về hành động cứu người, ông Hòa nói đó là một cơ duyên đặc biệt. Ông kể, Bình thường vợ chồng tôi thường đi đánh cá vào lúc 20 giờ. Hôm đó người mệt, tôi mới bảo vợ để hơn 22 giờ hãng đi. Nào ngờ lại có duyên gặp người bị nạn nên cứu được. Ông chia sẻ, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không sợ nguy hiểm, chỉ nghĩ làm sao đưa được hai thanh niên ấy vào bờ an toàn. Tôi nghe kể, hai cậu ấy quê ở Hải Dương, hôm đó có việc đi ngang qua đây, không may cả người và xe bị lũ cuốn. Vào ngày trở lại xã Cần Hữu, nhờ lực lượng chức năng trục vớt xe ô tô Hai thanh niên mong muốn được vào thăm nhà và gửi lời cảm ơn đến vợ chồng ông. Tuy nhiên, nhà đã bị ngập sâu, hai vợ chồng phải trú ở nơi lánh nạn của xã nên chưa thể tiếp đón. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cần hữu cho biết, con đường ngập nước nơi chiếc xe gặp nạn đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời chính quyền thành phố Hà Nội đã thông báo rộng rãi tới người dân từ trước đó và đã chốt chặn toàn bộ hướng vào vùng ngập. Tuy nhiên, một số người từ nơi khác qua khu vực vẫn đi vào vì nghĩ nước đã rút, vẫn có thể qua được nắm được thông tin về hành động cứu người của đôi vợ chồng làm nghề trài lưới ông dũng đã báo cáo lên ban phòng chống thiên tai của huyện hành động đẹp của hai vợ chồng ông hòa được ghi nhận ông dũng nói vợ chồng ông hòa là dân làng trài nên đảm bảo được an toàn trong quá trình làm nghề trài phía xã cũng làm báo cáo đề xuất khen thưởng cho hai vợ chồng vì hành động cứu người kịp thời